Hello, nhân dịp năm mới, Tân Mão đi, Nhâm Thìn đến, Việt Thảo sẽ được gửi đến các bạn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của ngày đầu năm. An khang, hạnh phúc, thịnh vượng và nhất là sức khỏe. Happy New Year, chúc mừng năm mới. Một cái bao lì xì. Chào các bạn, vừa rồi là lời chúc Tết của Việt Thảo ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang. Nhân dịp đầu năm mới, coi như là mở đầu cho cái chương trình chuyện bình lề Việt Thảo gửi đến quý vị và các bạn ngày hôm nay. Trong chuyện bình lề hôm nay, chúng ta sẽ có phần thông báo những tin tức liên quan đến những sinh hoạt của Việt Thảo và đặc biệt tập trung đến những cái lời chúc Tết trong năm mới, năm Nhâm Thìn. Sự cảm ơn của Việt Thảo đối với các bạn và tâm tình chuyện bình lề, tức là trả lời phần thư tín. Và cuối cùng sẽ có một cái clip dài khoảng 15 phút. Cái clip này đó là của Nguyễn Nghĩa Trung ở từ Việt Nam gửi tặng cho Việt Thảo khi em về thực hiện cái clip đầu tiên trong đời của em ở tại Hậu Giang, tại thành phố Cần Thơ. Và Việt Thảo đã cắt ráp lại khoảng 25 phút. Cái clip đó coi như một phần nào để chúng ta nhìn thấy quê hương Việt Nam với một góc cạnh của một em ở tại Việt Nam gửi cho chúng ta xem nha. Nó không phải professional nhưng mà là tâm tình của một em. Chúng ta cũng nên đón nhận để xem thử coi như thế nào. Và cũng là dịp để khuyến khích cho các em thực hiện những cái clip video đâu biết được trở thành những đạo diễn hay là những tài tử điện ảnh sau này. Rồi, đầu tiên là Việt Thảo muốn nói đến cái tin buồn đầu tiên mà đã nhận ngay từ trong năm. Đó là nhạc sĩ Nhật Ngân đã qua đời. Sau khi kiểm chứng thì chúng tôi biết chính xác tin này và xin được thông báo cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả các bạn hữu khắp nơi trên toàn thế giới. Nhạc sĩ Nhật Ngân, tên thật là Trần Nhật Ngân, pháp danh là Nhật Quang, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1942, đã từ trần vào lúc 10 giờ 10 sáng ngày 21 tháng Giêng năm 2012 ở tại Anaheim, California. Xin được thông báo cùng tất cả quý vị và Việt Thảo thành thật chia buồn đến gia đình của nhạc sĩ Nhật Ngân và xin thông báo đến tất cả các bạn. Trong những sinh hoạt sắp tới của Việt Thảo, cần phải đưa tin ở bên Nhật Bản về tháng 5. Một cái chương trình nối một nhịp cầu sẽ được tổ chức vào ngày thứ Năm, tức là ngày 3 tháng 5, và sau đó là ngày thứ Bảy, tức là ngày 5 tháng 5, ở tại Nhật. Với các ca sĩ Bằng Kiều, Minh Tuyết, Trường Vũ, Hương Thủy, Nguyễn Hưng, Như Loan, Quang Minh Hồng Đào, Vân Sơn Bảo Trung và ban nhạc Queen Bee đến từ Úc Châu. Thì như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tại Nhật Bản vào tháng 5 này các bạn nha. Tuần này Việt Thảo sẽ có mặt trong 3 ngày hội chợ ở New Orleans từ thứ Sáu cho đến Chủ Nhật, do giáo sứ Maria Nữ Vương Việt Nam thực hiện. Chương trình được trực tiếp truyền hình bởi Hồn Việt TV và có sổ số trúng xe Toyota Camry. Còn tuần tới là live show ở tại Kansas với chủ đề Tình Xuân vào tối thứ Bảy. Chúng ta cũng có thể gặp nhau ở đó. Còn vừa rồi đó thì chương trình Miss Áo Dài Arizona đã kết thúc vào ngày thứ Bảy. Thì Việt Thảo chỉ có một tấm hình duy nhất là chụp chung với các cụ hoa hậu và hai MC là Sao Khuê và Thanh Mai mà thôi. Sau đó thì bắt đầu qua ngày 29 âm lịch và mùng 1 Tết, trong 2 ngày hội xuân thì Việt Thảo đã có mặt ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang. Năm nay thì Việt Thảo không có mặt ở nhà, không có mặt ở gia đình. Trong mùa xuân đến, tại bên cây mai cành đào, những cái bao lì xì trong cái khuôn viên hội xuân của Thiền viện Minh Đăng Quang, Việt Thảo xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả đồng bào và các fan của Việt Thảo ở khắp nơi trên toàn thế giới. Một mùa xuân mới an khang, đầm ấm, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúng ta đưa năm cũ là năm Tân Mão đi, năm con mèo đi, để đón chào cái mùa xuân mới là Nhâm Thìn, con rồng đến, sẽ mang bao nhiêu đến niềm quan lạc và hạnh phúc đến cho mọi người. Một lần nữa, Happy New Year, cùng chúc Tân Xuân an khang, hạnh phúc, đầm ấm và thịnh vượng đến với tất cả mọi người. Xuân Nhâm Thìn năm nay thì Việt Thảo có mặt ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang ở tại thành phố California thuộc tiểu bang Pennsylvania. Ở nơi đây tổ chức 3 ngày hội xuân để đem cái không khí Tết, đem cái mùa xuân đến cho đồng bào ở tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Rất nhiều đồng bào đến từ New York cũng có, Maryland cũng có, tại thành phố Philadelphia. Nói chung đã tề tụ đông đủ về ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang tại California để mừng xuân. Có nhiều người không đến lần này vì cứ nghĩ rằng trong cái cơn lạnh của cái mùa tuyết ở tại Pennsylvania
thì làm sao coi văn nghệ được, chỗ nào để mà coi. Nhưng thực sự thì mọi người không ngờ rằng chúng ta có một cái lều và có máy hít đàng hoàng, máy sưởi đàng hoàng. Cho nên mọi người đã tập trung đông đủ để xem một chương trình văn nghệ trong không khí xuân. Năm nay có các ca sĩ về để trình diễn. Trong đó chúng ta thấy có nữ ca sĩ Bích Thảo, nam ca sĩ Dương Vũ Trung, ca sĩ Thành An, nữ ca sĩ Thu Hà, Thu Hoài, còn nữ ca sĩ Cát Tuyền nữa, còn nghệ sĩ Trí Tâm nữa cũng có mặt để trình diễn trong ban hội xuân này. Chúng ta có kêu lô tô, có xổ số. Lô tô thì giống như bingo của Mỹ, cứ 4 số đó là mình trúng được giải thưởng, trong đó có laptop, rồi có cả iPad, rồi xổ số thì có lượng vàng 4 số 9, rồi có nhiều phần thưởng giá trị nữa. Các gian hàng thức ăn với các thức ăn chay đặc sắc cũng đã được các Phật tử ở trong Thiền viện Minh Quang thực hiện để chiêu đãi cũng như cung cấp thức ăn và thức uống cho đồng bào khi đến tham dự hội xuân. Nói chung thì đây là bước khởi đầu của Thiền viện Minh Đăng Quang để tạo không khí xuân và cho đồng bào có dịp để tập hợp về chùa, mặc dù là thời tiết rất lạnh của mùa đông khi vào xuân. Năm nay đặc biệt trong hội chợ xuân của Thiền viện Minh Đăng Quang tổ chức, tổng đại lý gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào cũng đã gửi đến 400 bao gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào con nai bao bố để cho chùa phân phối gạo cho đồng bào. Chúng tôi quan niệm đó như là những hạt ngọc mà trời ban để cho đồng bào mang về nhà, mang tài lộc về nhà trong đầu năm mới, và cũng gieo duyên để cho đồng bào Phật tử khắp nơi hay đồng bào ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ có cơ hội đến để mà thưởng thức gạo ngon hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Đây là một trong những bước khởi đầu như gieo duyên của Thiền viện Minh Đăng Quang để cho đồng bào miền Đông Bắc Hoa Kỳ có dịp tề tụ về mừng xuân mới. Hy vọng rằng năm tới Thiền viện Minh Đăng Quang sẽ tiếp tục tổ chức 3 ngày hội xuân, căn lều sẽ lớn hơn, ấm cúng hơn, chương trình văn nghệ đặc sắc hơn nữa và đồng bào về tề tụ đông hơn nữa để chúng ta có mùa xuân mới ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang. Nơi đất khách đã mấy mùa lá đổ, trời vào đông sương tuyết quá lạnh lùng. Đón xuân về sao lòng thấy những băng trong người biển xứ, nhớ nhung về quê mẹ. Xuân vẫn đến rồi đi trong lặng lẽ, nhưng vầng trăng sáng tỏ rồi lại mờ. Nơi xứ người cuộc sống thấy bơ vơ, đang lạc lõng thẳng thờ trên phố vắng. Việt Nam ơi, tình quê hương nồng thắm, tại vì sao vắt cạn máu tim mình, trong cuộc đời cay đắng kiếp nhục vinh, vì thế sự chữ ngờ ai học được. Việc đổi thay ta nào đâu biết trước, nên hôm nay xa xứ tháng năm dài, dù thế nào vẫn chấp nhận tương lai, vì sự nghiệp miệt mài vay với trả. Thế mới biết đường đời là muôn ngã, nghe đâu đây vang vọng tiếng chuông chùa, những lời kinh chư Phật từ ngàn xưa còn lưu lại truyền thừa cho tứ chúng. Hãy hướng mắt nhìn biển trời cao rộng, lắng tai nghe tiếng nhân loại khóc than, mở lòng từ cứu giúp kẻ cơ hàng, người bất hạnh lang thang ngoài phố chợ. Mình nó ấm hãy thương người đói khổ, ta giàu sang giúp đỡ kẻ nghèo nàn. Ở trên đời sự vinh nhục hèn sang là định luật vô thường luôn biến đổi. Đó mừng xuân nên lắm xa tội lỗi, làm điều lành giữ tâm ý sáng trong. Lời kệ kinh cần thân khắc bên lòng, tịnh tam nghiệp tu từ bi hỷ xả. Hãy cảm nhận đời người là tạm giả, đến rồi đi như hoa nở rồi tàn. Mới đón chào xuân rực rỡ bước sang, rồi hè đến thu tàn vào đông lạnh. Như tuổi xuân vẫn tràn đầy sức mạnh, theo thời gian thân già yếu mỏi mòn. Dù đấu tranh dù toan tính thiệt hơn, rồi cũng phải cô đơn lìa cõi sống. Đã giác ngộ kiếp người là giấc mộng, nhưng tâm chân tánh Phật vẫn trường tồn. Ráng tích đòn công đức được nhiều hơn, là vốn liếng mình mang theo mãi mãi. Đêm thanh vắng nghe cõi lòng tê tái, gió lạnh lùng sương rơi nhẹ ngoài hiên. Nghe dư âm của tiếng nói mẹ hiền, tuổi già yếu
chờ trông con trở lại. Dòng thời gian vẫn trôi đi mãi mãi. Khoảng đâu đây đã hơn mấy chục năm trường, nơi xứ người làm kiếp sống tha phương. Mùa xuân đến, lệ buồn dâng khóe mắt. Nhớ quê hương, nghe cõi lòng xe thắt. Xuân tha phương, tóm tắt tích vần thi. Trời giá băng, sương tuyết phủ mịt mờ. Cùng nhau đón, giao thừa nơi Phật điện. Bước xuân sang, thành tâm cầu nguyện. Cầu gia đình, Phật tử được bình yên. Quý đồng hương, bá tánh khắp các miền. Điều hưởng trọn, mùa xuân nhóm thình hạnh phúc. Trong clip Việt Thảo chưa có kể đến tên ca sĩ Kevin Trần. Cô ở San Francisco, rồi cổ về Việt Nam 2 năm, trở thành ca sĩ và sau đó trở thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng hiện nay. Trong chương trình thì cũng có mặt cô cổ. Phần cuối là nguyên văn bài thơ đã được sư Thích Minh Ẩn đọc trong buổi lễ khai mạc để gửi đến đồng bào và Phật tử khắp nơi. Và tối hôm đó, pháo bông đã thắp sáng thiền viện để chuẩn bị đón dòng người. Bây giờ đến phần tâm tình những chuyện bên lề, thì Việt Thảo muốn được cảm ơn các con của ba từ Việt Nam đã gọi điện thoại chúc Tết trong ngày đầu xuân, đó là Thông nè, Trung và Minh. Mặc dầu là chưa gặp mặt nhau lần nào và coi như lần đầu tiên gọi chúc Tết nhau, nhưng đã đủ làm cho ba ấm lòng trong những ngày xuân. Sau đó thì Việt Thảo cũng có nhận rất nhiều text từ các bạn hữu khắp nơi, nhưng mà qua đây cũng thành thật xin lỗi là không có thời gian để trả lời lại cho từng người một. Thành ra xin cáo lỗi vậy, nhưng mà trong lòng Việt Thảo vẫn nhớ đến anh em và các bạn trong những ngày đầu xuân mới. Bây giờ bước ngay vào phần tâm tình, chuyện bình lề. Thì vào dịp xuân cho nên rất nhiều lời chúc Tết đã gửi đến Việt Thảo. Thì thấy hay quá cho nên Việt Thảo xin đọc lên để mọi người cùng thưởng xuân nha. Trước hết là của Huy Lê nè. Happy New Year 2012. Mùa xuân xin chúc khúc ca an bình, năm mới phát tài vạn sự như ý, già trẻ lớn bé đầy ắp tiếng cười, trên mặt ngời ngời, tràn đầy hạnh phúc, xuân đến hy vọng ấm no mọi nhà, kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, kính chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào, đôi lứa yêu nhau càng thêm nồng ấm, các em bé nhỏ học giỏi chăm ngoan, chúc Tết mọi người năm mới hoan hỷ, gặp nhiều niềm vui. Đây là đứa con nuôi của ba. Rồi, bây giờ cung chúc Nhâm Thịnh 2012. Đây là của Hùng Sùi 2004. Tết của anh Hùng Sùi. Anh Hùng Sùi chúc cái gì? Cùng chúc tân niên Nhâm Thìn. Trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp nhau chăng? Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Hay, hay lắm. Rồi bây giờ một chúc mừng năm mới nữa của Thông Nguyễn. Thông Nguyễn chúc gì đây? Chúc mừng năm mới, kính chúc các bác, các anh chị em, các bạn và các con cháu một năm vạn sự như ý, 12 tháng an khang thịnh vượng, 52 tuần đắc tài đắc lộc, 365 ngày sức khỏe dồi dào, 8.760 giờ may mắn, 35.040 khắc bình an, 525.600 phút vui vẻ và 31.536.000 giây hạnh phúc gia đình thảo thương. Nhiều là chúc hay lắm. Còn đây là hello anh hai từ Bình Thái. Đây là chúc của một đứa em trong gia đình ở tại Ireland, ở tại Á Nhĩ Lan. Năm mới em xin chúc anh vui vẻ và gia đình nhiều hạnh phúc, luôn luôn có show đi hoài hoài, lâu anh hoài anh hai. Rồi một người khác là chào chú Thảo Nam Nguyễn. Con đang ở Việt Nam và giờ là gần 1 giờ đêm giao thừa. Con chúc chú mừng 2012 phát tài phát lộc, tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc New Year 2012. Một cái người khác nữa là chúc xuân hạnh phúc đến mọi nhà của Ngọc Huyền. Cái này của nữ ca sĩ Ngọc Huyền của chúng ta đây. Chúc xuân hạnh phúc đến mọi nhà, sức khỏe dồi dào, mãi vạn an, tiền tài phát đạt vào đầy tủ, tình yêu ấm áp phủ đầy tim. Cái này của Ngọc Huyền gửi, coi như không phải gửi cho Việt Thảo mà gửi cho tất cả các bạn bè. Việt Thảo xin phép được đọc lên. Bây giờ là của ca sĩ Tiểu Phụng. Tiểu Phụng là con của
nghệ sĩ Minh Phụng đã gửi lời chúc như thế này. Anh Thảo, năm mới em chúc anh và gia đình được nhiều hạnh phúc và được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Riêng anh Thảo đi đến đâu cũng đem đến sự bình an và vui vẻ đó mọi người. Thì coi như lời chúc này không phải riêng cho Dịch Thảo mà đến với tất cả quý vị nha. Chúc mừng năm mới. Đầu năm con xin chúc chú Thảo và chú Vân Sơn và tất cả mọi người chung quanh một năm mới đầy vui vẻ. Con xin forward những lời chúc sau đây. Chú thích thì pích ra một câu, ole all of them, cũng không gì. Chú ráng làm chuyện bên lề tiếp nha chú. À, đây là những câu chúc Tết mà của Phạm Thị Ngân Hà gửi cho chúng ta xem. Điều ta xin phép được đọc. Chúc những điều tốt đẹp nhất cho một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. 20 câu chúc năm mới tuyệt vời nhất. À, 20 câu chúc tuyệt vời nhất để coi câu gì đây. Thứ nhất, chúc bạn 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công, 31.536.000 giây vạn sự như ý. Thứ hai, năm mới, ngàn lần như ý, vạn lần như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. Thứ ba, tấm cụ nghênh tân, vạn sự cát tường, toàn gia hạnh phúc. Thứ tư, năm mới Tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc, lộc đến quanh năm, an khang thịnh vượng. Thứ năm, đông cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý, cùng nhau chúc như ý, hứng cho tròn an khang, chúc năm mới bình an, cả nhà đều sung túc. Thứ sáu, hôm nay có ba người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của ba người ấy là Hạnh Phúc, Thịnh Vượng và Tình Yêu. Hay. Thứ bảy, cùng chúc tân niên vạn sự bình yên, hạnh phúc vô biên, vui vẻ triền miên, kiếm được nhiều tiền, sung sướng như tiên. Thứ tám, năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều, bạc tiền rủng rỉnh, thoải mái tiêu, gia đình hạnh phúc, bè bạn quý, thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. Thứ chín, hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. Đó là câu chúc thứ chín. Câu chúc thứ mười, vừa đủ hạnh phúc để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào, vừa đủ thử thách để giữ bạn luôn kiên nhẫn, vừa đủ muộn phiền để giữ bạn thật sự tỉnh táo, vừa đủ hy vọng để cho bạn được hạnh phúc, vừa đủ thất bại để bạn mãi khiêm nhường, vừa đủ thành công để giữ bạn mãi nhiệt tâm, vừa đủ bạn bè để bạn được an ủi, vừa đủ vật chất để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn, vừa đủ nhiệt tình để bạn cho đời thêm hân hoan, vừa đủ niềm tin để xua tan những thất vọng. Bây giờ là qua câu chúc thứ 11. Công thức nấu món đêm 30 Tết. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng ghen tị thù oán, rồi để cho ráo nước. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần. Trộn đều với một chút tình yêu, một chút kiên nhẫn, một chút can đảm, một chút cố gắng, một chút hy vọng, một chút trung thành. Ướp thêm gia vị, lạc quan, tự tin và hài hước. Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch những điều tâm niệm của riêng mình. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào nồi yêu thương và nấu với lửa vui mừng. Đem ra ăn với nụ cười trong chén bao dung. Đó là câu chúc thứ 11, câu chúc thứ 12. Năm hết Tết đến, rước lộc vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai sum vầy hạnh phúc, cầu tài chúc phúc mãi mãi an khang. Câu chúc thứ 13, cùng chúc tân niên vạn sự bình yên, hạnh phúc vô biên, vui vẻ triền miên, kiếm được nhiều tiền, sung sướng như tiên. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà, vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Lời chúc thứ 14, sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng.
Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc. Coi như tiền, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc mừng năm mới. Câu thứ 15. Cùng chúc tân xuân phước vĩnh cửu, chúc trong gia quyến được an khương, tân niên lai đáo đa phú quý, xuân đến an khương vạn thọ tường. Câu chúc thứ 16. Chúc mọi người khỏe như hổ, sống lâu như rùa, mắt tinh như đại bàng, nhanh nhẹn như thỏ, tinh rành như cáo, ăn nhiều như heo, mau ăn chóng lớn, tiền vô như nước, phúc lộc nhiều như dịch châu chấu tràn về. Bây giờ câu thứ 17. Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi, còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em, yêu em nhiều. Câu thứ 18. Mùa xuân xin chúc khúc ca an bình, năm mới phát tài, vạn sự như ý. Già trẻ lớn bé đầy ắp tiếng cười, trên mặt ngời ngời, tràn đầy hạnh phúc. Xuân đến hy vọng, ấm no mọi nhà, kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Kính chúc ba mẹ sức khỏe dồi dào, đôi lứa yêu nhau càng thêm nồng ấm. Các em bé nhỏ học giỏi chăm ngoan, chúc Tết mọi người, năm mới hoan hỷ, gặp nhiều niềm vui. Câu thứ 19. Năm mới đến, chúc luôn hoan hỷ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỷ, tiền ra rỉ rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ. Và câu thứ 20. Chào buổi tối, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới. Đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên nửa yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẻ. Chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách. Chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều. Happy New Year. Thương quá phải không các bạn? Rồi, bây giờ qua tới phần thắc mắc. Quá sức tưởng tượng luôn, nhiều lời chúc quá. Không biết các bạn nghe có chán không? Việc Thảo đọc mệt luôn đó. Thật sự thì đó cũng là một trong những collection, những cái lời chúc tốt đẹp mà chúc nhau ở trên mạng hay chúng ta nghe được từ bạn bè thân hữu. Cảm ơn các bạn đã gửi về. Coi như những lời chúc đó việc tao đọc lên như là lời chúc của tất cả mọi người dành cho nhau. Nhân dịp xuân về, nhân dịp Tết đến. Tết năm Nhâm Thìn 2012 nha. Rồi, bây giờ phần tâm tình chuyện bệnh lề với những câu hỏi thắc mắc. Chú Việt Thảo ơi, năm mới con chúc chú an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Chú ơi, con hâm mộ chú lâu rồi. Hôm nào rảnh chú kể vài câu chuyện ma với mọi người nghe chơi đi chú, và con thấy chương trình chuyện bình lề của chú rất hay. Con rất thích cách chú trải lòng với khán giả, rất chân thành và cởi mở. Con nghe nói là chú không có tham gia chương trình Văn Sơn 48 Mini in Indiana, nhưng con hy vọng là chú hãy làm riêng một clip phóng sự về người Việt mình ở Indiana và các vùng phụ cận ngang chú. Con xin cảm ơn chú nhiều. Nếu mà lần này Việt Thảo không có mặt ở trong chương trình của Văn Sơn số 48 ở Chicagoland thì cũng có anh Văn Sơn sẽ thực hiện chuyện cái gì đó, phần tài liệu để cho mọi người xem nha. Không có gì trở ngại hết. Rồi, góp ý chút xíu của Thanh Trần. Thì bây giờ cái câu góp ý này của Thanh Trần nói về vấn đề các danh hài diễn hài ở trong các video thì có khi tục quá hay là đậm đà quá, cho nên Thanh Trần muốn góp ý. Vì sợ ảnh hưởng tới văn hóa phong tục, đại khái đây là góp ý thôi, thì Việt Thảo xin trả lời như thế này. Tất cả những tiết mục hài ở trong các video ca nhạc của các trung tâm, khi trình diễn trên sân khấu rồi, đã được các danh hài đưa ra trình diễn. Có thể có chuyện họ tự viết, tự soạn hay của ai đưa. Rồi khi diễn thì đương nhiên các danh hài cũng biết cách để mà trình diễn tạo nguồn vui cho mọi người và cái đậm đà nó cỡ nào. Sau đó về thì các trung tâm cắt ráp lại. Cho nên tùy theo cách nhìn của mỗi người và tiểu sự thưởng thức của mỗi người mà nó đậm lạc khác nhau. Thì nếu có góp ý gì xin góp ý thẳng về trung tâm. Là tại vì khi mà các trung tâm đưa ra thị trường thì đã được cắt ráp đàng hoàng. Nếu trung tâm không đồng ý, không cách chi mà có trong DVD được. Phải không nè? Cho nên, có những thắc mắc về không ý thì nên liên lạc với các trung tâm. Rất cảm ơn về sự góp ý này. Một câu hỏi khác của Kim Trần
Chào chú Việt Thảo, chúc chú có nhiều sức khỏe, cháu có hai câu hỏi cho chú. Cháu muốn mua đĩa đại nhạc hội và dạ vũ Bên Dòng Nước do Việt Nam International phát hành vào năm 1988. Xin làm ơn cho cháu biết nơi để mua, hoặc có thể nào cháu đặt hàng đặc biệt từ chú Việt Thảo được không? Thứ hai, chú Văn Sơn có dự định thu hình tại Sacramento, California không? Đại khái vậy, cháu Kim ở Sacramento. Thứ nhất là đại nhạc hội và dạ vũ Bên Dòng Nước được phát hành năm 1988 bởi Việt Nam International Video. Đó có thể nói là chương trình của người Việt Nam đầu tiên ở tại hải ngoại đã được thực hiện live, đã được thực hiện live. Đó là chương trình đầu tiên, và tôi nhấn mạnh lại. Có nhiều chương trình sau này nói rằng lần đầu tiên được thực hiện live, không đúng. Đại nhạc hội và dạ vũ Bên Dòng Nước do hãng Việt Nam International Video là một công ty chuyển âm phim bộ của Việt Nam ở tại San Jose nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập đã tổ chức chương trình này, và hôm đó chương trình thực hiện live và chúng ta có 5 cái cuốn thép, hồi đó là 5 thép phát hành ra 1, 2, 3, 4, 5. Đây là những chương trình live. Thì rất tiếc là Việt Thảo còn giữ được 4 cuốn, cuốn số 1 cho người ta mượn đã là mất rồi. Đó, bây giờ chỉ còn 4 cuốn, 2, 3, 4, 5 thôi, mà hiện giờ nó nằm ở trong tủ mà không biết chỗ nào. Thì vấn đề phát hành đó, thì hồi xưa là của hãng Việt Nam International Video gửi kèm theo những cái phim bộ. Còn bây giờ thì hãng phim đã đóng cửa rồi, cho nên Việt Thảo cũng không biết có ai phát hành hay không. Thì cái chuyện này một thời gian, thì nếu có cơ hội Việt Thảo tìm lại được sponsor cho mọi người cùng xem nhé. Còn chuyện Trung tâm Văn Sơn có thiện tại Sacramento hay không, thì trước đây Trung tâm Văn Sơn có liên lạc, và sau này thì Việt Thảo không biết có hay không. Xin liên lạc về Trung tâm. Xin cảm ơn. Câu hỏi kế tiếp, một chút thắc mắc của ai đây? Tí Lâm hay Lâm Ti? Hai chú Việt Thảo, chắc gọi bằng anh cho nó trẻ quá. Chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Em ở Boston. Xưa nay giờ em biết Việt Thảo đi làm MC cho tiệc cưới và sinh nhật. Có lẽ theo sự mời anh đến làm MC thì người ta sẽ trả tiền cho anh. Vậy chắc những người nào mời anh làm MC cho họ chắc khá giả lắm phải không? Chứ làm sao mà có đủ tiền để mời anh chứ hả? Xin lỗi nếu em có xúc phạm tới việc cá nhân của anh. Vậy anh Việt Thảo có bao giờ nghĩ tới làm MC thiện nguyện, tức là không lấy tiền, cho những cặp tân hôn hay những ai không có khả năng để mời anh đến làm MC cho họ không? Nếu vậy thì chắc lễ tân hôn của họ sẽ được vui nhiều khi có sự hiện diện của anh trong bữa tiệc của họ. Cũng không có gì khác, em chỉ thắc mắc chút thôi, tại vì em thấy nếu mình có tài đem đến niềm vui cho đồng bào và không cần sự báo đáp thì rất là có tâm lòng bác ái, trọng rãi. Anh Thảo đừng thấy em nói vậy rồi siêu lòng phi cho bà con. Lỡ chết, he he, nothing is free in America. Nhưng đôi khi có bớt chút đỉnh, buy 20 and you get one free. Nếu anh Thảo có chương trình này thì thông báo cho bà con biết, và khi nào tới số 21 thì gọi em sẽ làm đám cưới ngay. He he, chúc một ngày vui vẻ. Tí ở Boston. Anh Việt Thảo đã từng làm nhiều cái đám cưới cho nhiều người. Alright. Bây giờ như thế này. Thực ra hỏi thì trả lời, ai cũng biết chuyện. Nếu mà Tí có muốn làm đám cưới và không có khả năng thì cứ việc cho anh Việt Thảo biết, anh Việt Thảo sẽ đến Boston làm cho Tí không có lấy tiền. Chỉ có điều kiện như thế này, anh Việt Thảo có những cái deal với những cái người show làm show khác ở những casino cho những chương trình ca nhạc, hay là những cái chương trình cho chùa có, nhà thờ có, khắp nơi có hết. Thường thường người ta kêu trước, có khi 6 tháng 1 năm, có khi 3 tháng 2 tháng. Thì nếu bây giờ anh Việt Thảo khi tuyên bố lên, bây giờ tôi làm free cho tất cả mọi người, được, không sao cả. Thì mọi người sẽ ghi tên, mọi người kêu, những người nào thích kêu Việt Thảo làm cứ ghi hết, lịch đầy hết. Thì như vậy, những cái chương trình ca nhạc khác Việt Thảo sẽ không có làm MC được. Thì bây giờ ai nuôi gia đình đây? Thôi cũng được đi, thì bây giờ đề nghị như thế này. Không cần lấy tiền thù lao. Chỉ cần lo cái tiền vé máy bay Việt Thảo bay tới, tiền hotel, đủ rồi ha. Còn tiền quần áo mặc cũng phải giặt vũ cũng đủ chén hết, thì cái chuyện nhỏ không sao. Nhưng có một điều là chỉ ghi đó thôi, và Việt Thảo sẽ confirm trong cái tháng cuối cùng. Thường thường người ta mời show trước. Có khi trong tháng, có khi 1-2 tuần mời bất ngờ cũng có thể có. Nhưng mà Việt Thảo dành ưu tiên 1 tháng đi. Thì trong tháng cuối cùng nếu mà Việt Thảo những ngày đó không có bằng available thì coi như confirm nha.
Còn trước đó thì không được, tại vì trước đó nếu Dược Thảo nhận mà đi show phi hết cho đám cưới thì một vợ sáu con chắc phải gửi cho mọi người nuôi quá. Alright. Rồi. Còn nữa. Nghề MC. Ha ha ha, hay ạ. Nghề MC có dành cho người đồng tính hay không? Đây là một câu hỏi đặt ra. Thưa chú Việt Thảo, con xin được giấu tên. Được. Con sang Mỹ cũng được 4 năm rồi. Năm nay con 23 tuổi và cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc sống từ khi biết nước Mỹ là gì. Nói thật ra con sang đây theo diện du học, nhưng mà là du học nghèo, chứ không phải là dân du học giàu sang như mọi người vẫn nghĩ về những sinh viên du học nước ngoài. Con yêu lĩnh vực giải trí nghệ thuật, con yêu sự đông đúc của mọi người. Con muốn được mang một chút dí dỏm của mình đến mọi người. Nhưng có một điều khiến con rất mặc cảm với bản thân và không tự tin mỗi khi muốn đăng ký làm việc cho một công việc gọi là người của công chúng. Thế này, con là người đồng tính, chú ạ. Con không ngại khi làm MC cho bạn bè trong mỗi party nhỏ. Con không ngại là một cái hài hước cho mọi người. Nhưng con vẫn ngại xin làm việc cho một công ty nào đó vì con sợ thành kiến của mọi người đối với những người ở thế giới thứ ba như con. Liệu những người như con có cơ hội để mang niềm vui đến cho mọi người không, chú? Liệu những công ty giải trí có chấp nhận cho những người đồng tính làm việc không hả, chú? Và không chỉ là nghề MC mà tất cả mọi công việc trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật. Liệu con có cơ hội được thực hiện ước mơ của mình không hả, chú? Hy vọng chú có thể giải tỏa được tâm sự của con cũng như tâm sự chung của tất cả những người đồng tính, những người hiếm hoi có thể sống thật như bạn chính bản thân mình. Con cảm ơn chú. Chuyện đơn giản lắm. Hiện giờ ở trong giới MC, Việt Thảo biết có ít nhất 3 người là thuộc giới đồng tính và vẫn làm MC và nổi tiếng. Ok. Trong giới danh hài có ít 5 người thuộc giới đồng tính, hài nổi tiếng, danh hài. Và trong ca sĩ có ít nhất là 15 người mà Việt Thảo đã biết thuộc giới đồng tính và là những ca sĩ nổi tiếng. Đó là câu trả lời rất rõ ràng. Cho nên cái chuyện giới tính không quan trọng ở đây. Miễn có thực tài, ca hay, múa giỏi, diễn hài vui, điều khiển chương trình hay thì được chấp nhận. Chỉ có vậy thôi. Ở đây không có phân biệt là giới tính nào cả. Thí dụ bây giờ Việt Thảo đi. Nếu mà kể rằng Việt Thảo là một MC đã nổi tiếng, biết đâu Việt Thảo đang là gay nè. Số quá à. Phải không? Cho nên cái chuyện nó không quan trọng nha. Câu trả lời rất rõ ràng. Xin cảm ơn. Hình mẫu Sài Gòn trước năm 1975 rất quý giá của Phạm Thị Phương Thảo đã gửi. Rất cảm ơn. Rất tiếc là không có thời giờ nhiều. Nếu có thời giờ đó, Việt Thảo cũng sẽ post lên để cho mọi người coi những hình màu đó. Cố gắng nha. Xin cảm ơn đã gửi hình. Hình đẹp và dễ thương lắm. Nhớ lắm. Kính thăm anh Việt Thảo. Tony Montello. Đây là một cái thơ khá dài của Tony. Tony là tên khi anh đến Ý. Và Montello là tên của con đường mà anh đang ở. Đó là trong thơ nói như vậy. Thì sau khi nhận được điện thoại từ Việt Nam và anh đã gửi cho Việt Thảo một cái thơ rất là dài. Việt Thảo không có đọc lên đây nha. Thì Việt Thảo rất cảm ơn. Thôi bây giờ kết luận như thế này. Tony ơi, coi như anh Việt Thảo có thêm được một người em ở bên Ý nha. Hy vọng rằng trong tháng 3 tới đây sang Đức trình diễn hay có dịp đâu châu mình có dịp gặp nhau. Anh em chưa gặp nhau nhưng mà coi như Việt Thảo có được người em ở bên Ý, được không nào? Rồi, có gì mình liên lạc nhau email nha. Con gửi ba 100 bài thơ viết về ba. Nguyễn Tuấn Kiệt là member of CLE ở Clinical Legal Education. Phải đọc là Clinical Legal, Legal Education. Có thể tiếng Tây, cái này tiếng Mỹ. Ở Đại học Cần Thơ. Đây là một đứa con của Việt Thảo đã làm cho Việt Thảo 100 bài thơ. Thực sự mà nói với Tuấn Kiệt là ba Thảo chưa có mở cái file ra và chưa đọc. Thực sự ba Thảo chưa có giờ. Chỉ biết rằng là con gửi cho ba 100 bài thơ. Để đó. Nhưng mà vui, trong lòng vui. Chưa biết gì nha. Vẫn còn giữ bí mật. Hôm nào thì ba Thảo sẽ đọc. Chứ bây giờ chưa có thời gian đọc. Happy Lunar New Year anh Thảo. Của Nguyễn Xuân Vũ. Đây là một trong những anh em ở tổ chức ở tại bên Nhật Bản cho show tháng 5 này. Thứ 5, ngày 3 tháng 5 và thứ 7, ngày 5 tháng 5, nếu Việt Thảo nhớ không lầm nha. Kính chúc anh chị và các cháu một năm an lành, hạnh phúc, vui tươi đầm ấm. Cho em hỏi thăm và bàn thảo hai vấn đề sau. Thứ nhất, mở đầu chương trình tháng 5 năm 2012 tới tại Japan.
Tụi Em Yêu Thức Một Mở Đầu không phải là ca sĩ trình bày, mà là một vở ca hài kịch ngắn với sự trình diễn chung của hai nghệ sĩ hài hoặc cả bốn nghệ sĩ hài cùng với anh, có được không ạ? Nếu như được, anh là người có thể viết luôn kịch bản đó, hoặc anh bàn bạc với hai hoặc bốn nghệ sĩ hài nào có thể diễn cùng anh về kịch bản đó được không ạ? Nội dung có liên quan đến Nhật và hàng cùng anh. À, Vũ ơi, như thế này, mỗi một, tại vì cái lần đi trình diễn tại Nhật Bản lần này vào tháng 5 thì có hai cặp danh hài, Quang Minh Hồng Đào và Vân Sơn Bảo Trung. Sự phối hợp giữa Quang Minh Hồng Đào, Vân Sơn Bảo Trung và Việt Thảo để tạo thành cái kịch không khó, kịch bản không khó. Nhưng mà vấn đề như thế này, theo anh Việt Thảo thấy, đầu tiên một cái trình văn nghệ ra mà mở đầu một cái kịch nó dài 15-20 phút, cái đó hơi khó. Nếu khán giả đông đủ hết cũng được, nhưng mà cũng khó. Tại vì cái mở đầu ra, khán giả mà muốn hội nhập liền vô một cái kịch, điều đó không phải đơn giản. Có thể từng người ra dẫn dắt chương trình vui chơi để tạo không khí thì được. Với lại Quang Minh Hồng Đào có kịch riêng, Vân Sơn Bảo Trung có kịch riêng ra để trình diễn. Còn bây giờ viết một cái kịch không phải đơn giản. Đầu tư một cái kịch cho trình diễn ở Nhật rồi sau đó không có trình diễn đâu hết, thì nó uổng công sức anh em lắm. Cái đó thật tình mà nói nha. Nhưng Việt Thảo cũng sẽ bàn lại với Vân Sơn Bảo Trung, Quang Minh Hồng Đào, để theo ý của Vũ, chúng ta có thể có một cái tiểu phẩm nào đó mở đầu một cái chương trình thật vui, thật hay. Giống như hồi xưa khi quay ở Japan thì Việt Thảo ra mặc đồ của Võ Sĩ Đạo, cầm kiếm nói chuyện chẳng hạn, thì cái đó là một mình. Bây giờ phối hợp 4 người, 5 người để nói về Nhật Bản. Ok, sẽ làm điều đó, cố gắng nhan Vũ nha. Rồi, hy vọng là lần này tháng 5 này, Việt Thảo, Quang Minh, Hồng Đào, Vân Sơn, Bảo Trung, để coi Trường Vũ, Hương Thủy, rồi Bằng Kiều, Minh Tuyết, Như Loan và Nguyễn Hưng, ban nhạc Độc Kinh Bi, mình sẽ gặp nhau ở tại Nhật Bản vào tháng 5 này. Chào chú của Lê Trần Yến Linh chắc. Xin chào chú Việt Thảo, năm mới con chúc chú làm ăn phát tài, dạng sự nhí, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ không chờ cũng đến. Con xin hỏi chú chừng nào chú qua Nhật biểu diễn nữa vậy, mong chú hồi âm. À, vừa rồi thì chú Thảo coi như trả lời rồi nha. Ready, năm mới chúc chú và gia đình khỏe mạnh và vui vẻ. Cho cháu hỏi, Trung tâm Nhân Sơn có tên lửa tài năng mới không chú? Cháu ở bên Ohio và rất ít Việt Nam. Cháu muốn theo con đường nghệ sĩ nhưng không có một cơ hội nào để... Ok, không có sao hết. Gửi nha, gửi demo của mình về Trung tâm Văn Sơn. Hoặc là vào trong youtube.com/mcviệtthảo, trong đó có tuyển chọn tiếng hát mới rồi đó. Cứ post sau đó cho mọi người cùng nghe. Tuấn Phạm, chào anh. À, Tuấn đây là ở bên Vina Entertainment, phim bộ Hàn Quốc. Anh lại bay đi khắp phương trời rồi, tụi em luôn có dịp, anh em ngồi uống cà phê. Tết đến rồi, chúc ông anh nhiều sức khỏe và sự tươi mới để tiếp tục đem lại niềm vui đến cho muôn người. Chúc anh và chị Lan Anh luôn hạnh phúc như ngày mới cưới. Lâu lâu bị chị hù ma chơi. Chúc các cháu học giỏi ngoan và sớm có bạn trai gái, sợ chưa, mở ngoặc đóng ngoặc. 14 tuổi, gái lớn 14, chưa? Nhưng cảm ơn Tuấn, gửi lời thăm anh em ở bên Vina Entertainment. Ráng chuyển âm phim bộ đại hàng nhiều chút nha, cho mọi người coi đó, không đủ coi á. Chúc mừng năm mới 2012 từ ở Prague, tiệp khắc. Nguyễn Kim Sơn, chào anh Việt Thảo. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Thìn 2012, chúc anh và gia đình sang năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thăng tiến trên trọng. Nguyễn Kim Sơn, cảm ơn em. Cho anh gửi lời thăm Chiến Sơn, thăm Tuấn, thăm tất cả anh em. Và trong một ngày rất gần, anh Việt Thảo sẽ trở lại Praha tiếp khách để thăm anh em. Ok. Hello Việt Thảo ơi. Sang Kim Nguyễn. Đây là của chị Mười, vợ của anh Trần Đình Trường ở tại New York. Tết đến rồi, Tết năm nay em đang ở đâu hay ở nhà ăn Tết với gia đình? Chị viết mà giống như nhạc rap ha. Nhưng dù có ở đâu, chị cũng chúc em luôn luôn vui thật vui như những ngày em đã vui nhất trong cuộc đời. Năm Nhâm Thìn mới, em càng vui hơn nữa nhé. Chúc bà xã em và các cháu khỏe mạnh, chị mừng lắm. Mong có ngày chị em mình sẽ gặp lại. Thương mến chị Mười, New York. Cảm ơn chị Mười. Em bay tối trời à chị Mười ơi. Có dịp đi ngang New York hoài mà đáp xuống đi liền, thật là em không có dám ghé. Khi rồi Robert Fuller, hy vọng sẽ có dịp. Em sẽ sắp xếp về New York thăm chị, thăm anh nha. Cảm ơn chị Mười. Trương Tèo, về airport. Hi chú Việt Thảo, I just wanted to know what is the closest airport to the Little Saigon, because my family wants to go on
to go on holiday to Little Saigon after watching the documentary Chú Việt Thảo Made in Vincent Little Saigon. Cái airport mà gần nhất đó là John Wayne Airport, viết tắt kiểu là SNA, John Wayne Airport ở Orange County, nha. Đó là gần nhất 15 phút đến Little Saigon. Còn kế nữa là Los Angeles Airport, ký hiệu là LAX, nên đến John Wayne Airport. Hai Thảo bạn sủi cảo, hai Thảo bán sủi cảo. Hai anh Thảo bán sủi cảo, em Phan Đình Tùng đây. Phan Đình Tùng đây. Đây là ca sĩ Phan Đình Tùng. Nhiều người gọi là Phan Đình Tùng, thực ra phải là Phan Đình Tùng, nhớ nha. Phan cái đinh nó kêu cái tùng, không có vô quyền Phan Đình Tùng. Em Phan Đình Tùng đây, vợ chồng em rất vinh dự nếu có được sự hiện diện của anh và gia đình anh trong ngày cưới của tụi em. Anh check lịch giùm em xem ngày 28 tháng 2 năm 2012, anh có đến dự tiệc cưới của tụi em được không? Để tụi em gửi thiệp mời qua Mỹ cho anh luôn nhé anh trai. Cảm ơn em, Phan Đình Tùng và vợ, và em gái. Ok, anh Việt Thảo ngày 28 coi lại, hình như 28 anh phải bay sang một cái show ở bên Australia. Có cái ba show vào đầu tháng 3, cuối tháng 3 và đầu tháng 3. Cho nên ngày thứ ba anh phải bay. Nếu sắp xếp được thì anh sẽ ghé qua, nhưng mà không thông báo. Không thông báo, anh đã nói trước rồi. Cơ duyên tới tự nhiên có mặt trong ngày cưới của hai em. Còn nếu mà kẹt thì phải chịu. Nhưng mà nói gì nói, ngày 28 tháng 2 là ngày thành hôn của các em. Congratulations. Chúc mừng hai em, Phan Đình Tùng. Và vợ là ai? Đố các bạn đoán ra. Ha ha ha, cái này vui đó, không nói luôn. Để cho các bạn đón chơi. Rồi, cảm ơn em, chúc mừng hai em hạnh phúc. Nếu muốn biết vợ của Phan Đình Tùng là ai thì trong cái show vừa rồi Bình Đúc Châu có cái poster để tên. Ha 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 ha, không nói luôn. Happy New Year. Trâm Anh Vũ, chúc anh chị và các cháu một năm mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, vạn sự nhí, an khang, thịnh vượng. Ngọc Thắng, cảm ơn hai em Ngọc và Thắng ở bên Việt Nam. Anh Việt Thảo nhận được cái email này, cũng cảm ơn các em đã nghĩ tới và chúc Tết gia đình anh chị. Cho anh gửi lời chúc Tết đến hai vợ chồng em, tới má nha, mẹ. Rồi Tí nè, Tí là Justin đang bên Mỹ nè. Jackie, rồi đứa con gái Úc là Trâm Anh, tức là Ashley. Và mẹ cùng gia quyến được an khang, hạnh phúc, đầm ấm và thịnh vượng trong năm mới nha. Nhớ sắp xếp công việc, đưa các con sang thăm ba Thảo và má Lan Anh. Ok. Đừng có ham làm kiếm tiền lẹ nhiều quá. Dành bớt thời giờ chạy qua Mỹ cho con gái Úc đi thăm ba Thảo của nó. Alright. Hội Ái Hữu Petruski Âu Châu chúc mừng năm mới. Đây là ban chấp hành Hội Ái Hữu Petruski ở Âu Châu. Trước thềm tân niên Nhâm Thìn, Hội Ái Hữu cựu học sinh Petruski trên Vĩnh Ký Âu Châu kính chúc các hội đoàn bạn, thầy cô và thân hữu Petruski có được một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một tình bạn mênh mông, một gia đình hạnh phúc. Hội Ái Hữu Petruski trên Vĩnh Ký Âu Châu gồm có hội trưởng là Lê Trung Trực, tổng thư ký Huỳnh Hiếu Thảo, ngoại vụ là Phạm Quốc Phong, nội vụ Trần Việt Sơn, thủ quỹ và Vũ Hùng Đức, biên tập có Trần Gia Bình và Uông Thu Hoài, văn nghệ có Nguyễn Minh Châu và Quách Vĩnh Thiện. Việt Thảo cũng xin được hân hạnh giới thiệu ban chấp hành của Hội Petruski tại Âu Châu. Đây có cái của anh Trực gửi, anh Việt Thảo thân. Tôi là Trực Petruski niên khóa 1967-1974, hiện đang ở Frankfurt, Đức. Nếu có dịp nào anh ghé sang Đức, vùng Trung Đức, rất mong được gặp anh để hàn huyên. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và thành công trong mọi việc như ý muốn. Mến. Thay mặt ban chấp hành Hội Ái Hữu Petruski Âu Châu, Lê Trung Trực. Anh Trực ơi, Việt Thảo sẽ có mặt ở tại Đức vào ngày vào thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2010 để tham dự chương trình ca nhạc nha. Có thể mình liên lạc với nhau. Nhớ là Việt Thảo có mặt ở Frankfurt, Đức vào ngày 6 tháng 10, xin lỗi, ngày 10 tháng 2, tức là thứ sáu. Một cái nữa, thank you very much for your response. Đây là cái tâm tình. Úi cha, dài quá rồi. Bây giờ không biết làm sao. Chương trình hôm nay dài dữ lắm đó nha. Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã gửi cho em cái link để coi chuyện bên lề mới nhất của anh. Em biết anh là người luôn tất bật bận rộn trong cuộc sống, nên em cũng nghĩ là sẽ không nghĩ là sẽ được anh trả lời email của em. Qua câu chuyện bên lề mới nhất của anh, không biết em cảm nhận có đúng không. Em thấy bản thân anh Thảo chắc cũng có nỗi niềm riêng. Có lẽ vì công việc anh làm nên đã có rất nhiều người tìm đến anh để xin lời khuyên hoặc xin anh tư vấn.
Nhưng còn bản thân anh, khi anh có nỗi niềm riêng thì sao? Chắc chắn là không có một MC Việt Thảo thứ hai để anh xin tư vấn, có phải không? Làm công việc anh như anh dính đến nhiều dư luận, anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không? Em tin anh Thảo là người từ miền Tây ở Việt Nam, người dân miền Tây có một lời nói, có một lối nói chuyện rất mộc mạc, chân thành mà rất dễ gây cảm tình với người khác. Em cảm thấy anh rất dễ gần gũi. Trên chuyện bên lề, em nghe anh nhắc đến rất nhiều temple. Em cũng đoán anh là người Buddhist. Em cũng vậy, tuy là em không thường xuyên lui tới chưa chùa chuyện nhiều, nhưng em luôn nhớ mình là đứa con của Phật. Em nghe anh nhắc đến chuyện anh muốn đến lúc anh mất đi thì anh muốn đem thiêu và tro rải đi. Ba của em cũng nói với em như vậy. Ba em luôn luôn sợ là gánh nặng cho con cái. Nhưng bản thân làm con như em sao có thể làm vậy đối với đấng sinh thành của mình? Anh có thấy như vậy không? Email cũng đã dài rồi. Em cảm ơn anh. Nếu anh có nhiều ít thời gian đọc email này. Bích Vân. Đến việc Thảo, một chuyện đơn giản. Cha mẹ muốn, mình cứ chiều đi. Đâu có gì khó đâu. Không lẽ bây giờ đến ngay cái chết rồi, người cha mình có cái mơ ước được thiêu mà cũng không thỏa mãn được. Mà rốt cuộc rồi con cái là làm theo ý của mình. Đưa ra cái lý do là sợ ba mình, sợ như vậy làm phận làm con cái, làm gì có không được. Ủa? Thế thì bây giờ mua cái hòm, để cái xác đóng chôn, đem đi chôn. Như vậy thì mình làm theo ý mình, chứ phải làm theo ý ba mình nữa. Đơn giản thôi, nha. Ý của cha mẹ, chịu đi. Trừ trường hợp cha mẹ đòi làm cái chuyện nó quá kỳ cục. Này đâu có gì đâu, chuyện nó bình thường. Đối với một Thảo nghĩ như vậy. Rồi, câu hỏi tiếp. À, đây, một câu hỏi về vấn đề gạo hiệu nặng hơn chưa đau. Em tên là Thùy, sorry anh, vì em không gõ dấu tiếng Việt. À, cô Thùy này là chê cái gạo mà không ngon đó. À, thì câu hỏi là, cậu nói là gạo cổ nấu cơm ra không ngon, ăn chút cái khô khóc à? À, đại khái vậy. Rồi, bây giờ cậu câu hỏi thêm, gạo này đựng trong bao 25 pounds, và 50 pound hay chỉ có loại 25 pounds mà thôi. Vì trước khi mua em có gọi điện thoại tới số điện thoại mà anh quảng cáo, người ta nói chỉ có bao 25 pounds, không có 50 pounds. Khi ra tới chỗ Hồng Kông, chỗ em ở lại có tới hai loại. Anh biết không, chỗ em ở gạo này là bán mắc nhất đó. Chắc tại họ nghe quảng cáo dữ quá mới như vậy. 26 đồng một pound, một bao cho 25 pound. Trong khi như em được biết, chợ anh bán khoảng 22 đồng một bao. Rồi. Thì Việt Thảo có email và đây là cái thơ của đại lý, của tổng đại lý gửi trả lời. Việt Thảo xin được đọc nguyên văn. Chào cô Thùy. Chúng tôi là tổng đại lý gạo thơm hiệu Nàng Hương chợ Đào, Con Nai, Bao Bố. Chúng tôi có được email này là do anh Việt Thảo chuyển đến. Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn email góp ý này và những thắc mắc của cô sẽ được trả lời như sau. Gạo thơm hiệu Nàng Hương chợ Đào, Con Nai, Bao Bố được pack trong hai loại bao 25 và 50 pounds, tùy vào mỗi nơi họ order khác nhau. Có tiểu bang họ không bán được 50 pounds thì họ chỉ cần bán 25 pounds mà thôi và ngược lại. Giá tiền của mỗi bao gạo thì tùy vào mỗi tiểu bang và thành phố xa gần. À, cái điều này hơi lạ. Tùy theo tiểu bang, tùy theo thành phố xa gần mà giá gạo khác nhau. Thí dụ, tại California thì không cần phải trả cước phí chuyên chở. Do đó tại Santa Ana, California, bao gạo thơm hiệu Nàng Hương chợ Đào 25 pounds chỉ có 20 đồng 99 cho một bao. Trong khi ở Atlanta, Georgia hoặc Dallas, Texas hay Boston, Massachusetts có chợ bán 25 pounds với giá là 25 đến 26 đồng. Xê xích tới là 4-5 đồng. Cước phí chuyển cho mỗi bao gạo 25 pounds tùy theo mỗi tiểu bang xa gần có thể lên đến từ 2 đồng cho một bao gạo 25 pounds cho đến 4 đồng trên một bao gạo 25 pounds. Nếu 50 pounds thì gấp đôi. Đó là nơi gửi. Nói là gửi theo số lượng nhiều, 500 bao, 700 bao gạo. Dễ sợ không? 500 bao gạo, 700 bao gạo gửi một lần mà giá 2 đồng, 4 đồng, 5 đồng một cái bao gạo. Cho nên cái giá cả nó mắc hơn. Cho đến giờ này thì gạo thơm hiệu Nàng Hương chợ Đào đã được bán trên 30 tiểu bang toàn nước Mỹ.
Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều email và điện thoại mà không có phản ứng về gạo không ngon. Chúng tôi không biết cô Thị ở thành phố của tiểu bang nào, bởi vì chủ trương của chúng tôi, nếu khách hàng không hài lòng về gạo thơm hiệu Nàng Hương Chợ Đào, thì chúng tôi sẽ hoàn tiền lại. Nếu có thể được xin cô Thị cho biết, đa tạ nhiều. Trước thềm năm mới, kính chúc cô Thị và quý quyến vạn sự kiết tường. Thân ái, tổng đại lý gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Rồi. Như vậy thì bây giờ sẵn đây, Việt Thảo cũng chiếu cái clip gạo để cho quý vị biết luôn. Clip gạo mà Việt Thảo đã giới thiệu về gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm. Cho dù là gạo đầu mùa hay cuối mùa cũng đều thơm dẻo như nhau. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, USDA và FDA. Cho dù cách xa dặn dặm nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Chú Thảo cho biết là vấn đề Bảo Liêm, không còn làm việc nữa, thì cái chuyện này mình trả lời rồi nhiều lần lắm nha, vào trong các chuyện trả lời bên trước nữa. Chào chú Thảo, đây là vấn đề của Vicky Nguyễn. Muốn nói với là hồi trước có gặp một MC nào đó gửi một cái demo hát nhạc rap của người bạn mà người ta đối xử giống như coi không có ra gì hay là không để ý tới thì em buồn. Tự nhiên nói tới đó không biết có phải tôi không nữa. Không biết nghe, nếu có phải thì cho xin lỗi trước. Thì trong này có nói như thế này. Khi cháu coi video của chú, cháu cảm thấy chú rất là thân thiện và rất thích cái tinh tình của chú. Chú không như mấy người khác nên cháu mới dám email cho chú. Cháu sẽ kèm theo mấy bài hát của mình, của Him cho chú nghe và cháu mong chú sẽ cho ý kiến. Bây giờ như thế này. Cháu gửi cái demo đó nghe về cho trung tâm Vân Sơn hay bất cứ trung tâm nào cũng được. Tại vì gửi cho chú Việt Thảo thì chú Việt Thảo cũng gửi về các trung tâm thôi. Nó mất công phải qua 2-3 giai đoạn. Chỉ có vậy thôi. Nếu mà MC nào lúc trước mà nhận mà có vẻ nhiều khi làm cho cháu không hài lòng thì cho chú cũng thay mặt luôn để mà xin lỗi. Có đôi khi người ta lu bu hay người ta gì cái chuyện gì người ta không để ý. Đây sẵn đây nói một chuyện luôn. Chẳng hạn hồi xưa làm MC ở khiêu vũ trường Ritz ở của nhạc sĩ Ngọc Chánh, sau kênh Ngọc Chánh. Trong một lần đó thì có một người bạn học hay bạn quen gì trách, nói mày lúc này mày ngon lắm ha, mày làm MC mày ngon, mày gặp anh em mày không nhìn, tao chào mày mà mày không mày ngó lơ. Thì về suy nghĩ lại thì thật sự mà nói, nhiều khi ở trong khiêu vũ trường mình đi tới đi lui đi nhanh lắm. Gặp ai chào hello hi, chào vui vẻ bắt tay, có đôi khi trong đầu đang nghĩ chuyện gì đi không thấy ai hết đâu. Cái đó có. Ngay cả hiện giờ cũng vậy, có những chương trình cái đầu đang làm việc, con mắt thì mở thả láo bước đi đó mà không thấy người ta thiệt, hay là thấy người ta mà không biết là ai. Cho nên cái chuyện đó rất bình thường. Ngay sẵn đây Việt Thảo cũng nói luôn, trong những lần show khắp nơi, trong những lần tiếp xúc, có nhiều người hỏi, ê, Việt Thảo nhớ không? Trời, ông nội tôi cũng không dám nói nhớ nữa, tại không nhớ thiệt. Đông quá, nhiều quá. Có người ôm chặt luôn. Mày mà không nói nhớ được, tôi đánh mày chết nha, tao mà mày không nhớ. Mà thiệt tình làm sao nhớ mà mình đâu có nói nhớ ẩu được, phải không nào? Cho nên nếu mà Việt Thảo nó không nhớ thì cũng làm ơn làm phước thông cảm giùm, rồi mình từ từ mình nhận ra nhau. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp. Của một người mà đã gửi cái hồ sơ của một cái người mà trước kia làm việc xấu đó, gửi cho Việt Thảo. Việt Thảo có nhận rồi, biết rồi và đang theo dõi. Như Việt Thảo đã nói, mình tạo cơ hội để coi người ta có làm việc đàng hoàng hay không, và mình sẽ ngăn chặn nếu họ tiếp tục họ làm những điều xấu, giúp cho người ta trở lại đường ngay nẻo chánh nha. Tôi xin lỗi nè, bây giờ thí dụ Việt Thảo đi, từ nhỏ tới lớn 58 tuổi đời, 58 năm từ hồi sinh ra tới giờ, làm gì không có những chuyện sai lầm, làm gì nhưng không có chuyện mà làm sơ sót được, phải không? Cho nên tùy theo một bối cảnh, thời gian và không gian nó thay đổi khác nhau, con người cũng thay đổi khác nhau. Bây giờ xin lỗi là căng tôi ra đó, truy tầm hết những cái điều mà tôi làm không đúng trong cuộc đời chắc nhiều lắm chứ không? Rồi không lẽ từ đó rồi đem đi xử tử, giết chết. Cho cơ hội chứ, để người ta làm lại cuộc đời. Có phải không nè? Rồi. Chúc mừng năm mới, hai chú Việt Thảo. Ồ, thương quá. Hôm nay là 27 Tết rồi. Trời đất ơi, cái thơ này từ 27 Tết mà tới giờ này mới trả lời nè. Thấy không? Nó nhiều quá trời không kịp.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán của Việt Nam, con dành chút thời gian để viết vài dòng gửi đến cho chú. Hôm chú về Houston tại chùa Ngọc Nhẫn, con cũng rất muốn đến để gặp được chú và chụp hình với chú để làm kỷ niệm. Nhưng con không thể đi được vì con đang mang thai hơn 7 tháng. Bác sĩ dặn không được đi xa vì con mang tới 2 baby lận. Con tiếc lắm, chỉ nằm ở nhà và xem TV thôi. Đành hẹn gặp chú về dịp khác để được chụp hình chung với chú nha. Bước sang năm mới xin chúc chú bình an. Happy New Year. Ồ, thương quá. Hôm đó tại vì Việt Thảo có trực tiếp truyền hình trên VSN. No. Hôm đó có trực tiếp truyền hình trên VAN TV 55.2. Cho nên nhiều người ở nhà có xem trực tiếp truyền hình được mà không đến. Thương quá tới hai đứa. Chúc mừng, congratulations hai đứa. When are you coming to Houston? Tuyết Hồng. À, Tuyết Hồng đây là người bạn học của trường Đại học Khoa học năm xưa. Hình như Tuyết Hồng học SBTN. SBCN. Tuyết Hồng học SBCN, Việt Thảo của MBC lúc mới vô trường đại học thì phải. When can we all together? Do you know any friends in Khoa học in Houston? Hope to see you soon. Tuyết Hồng ơi, Tuyết Hồng liên lạc dùm đi nha. Thông báo anh em ở trường Đại học Khoa học ngày xưa. Có dịp Việt Thảo trở lại Houston trong thời gian tới, anh em mình gặp nhau một bữa nha. Nói phải gặp nhau. Và nhân tiện đây cũng nhắn luôn, những anh em nào thuộc Đại học Khoa học ở khắp nơi trên toàn thế giới, biết Việt Thảo đến có chỗ nào cứ liên lạc mình gặp nhau. Bạn bè học chung mái trường gặp lại cũng là điều nên. Xin cảm ơn. Kính chào chú Việt Thảo. Câu hỏi này hơi gai cấn nghe. Chú Việt Thảo mến, con là Hiếu, hiện con đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chú cho con hỏi là bên đạo Thiên Chúa khi yêu nhau và cưới nhau, thì người ngoại đạo phải đi theo đạo Thiên Chúa thì mới được cưới nhau. Nhưng con là người theo đạo Phật, còn bạn gái con là đạo Thiên Chúa. Gia đình cô ấy muốn con theo đạo, mà trong khi nhà con chỉ có mình con là con trai. Ba mẹ con thì lại không muốn như vậy. Chú ơi giúp con phải làm thế nào để được lòng hai bên bây giờ chú? Con mong nhận được sự tâm tình của chú. Thật tình mà nói, chú không dám trả lời câu này đâu. Tại vì nó liên quan đến vấn đề tôn giáo. Chú nói theo ý nghĩ của chú thì nếu mà không đúng theo tôn giáo thì sẽ bị trách. Mà nếu đúng theo tôn giáo thì bị cha mẹ hai bên trách, biết nói làm sao bây giờ. Thôi bây giờ, công tâm nói riêng điều như thế này. Có nhiều người đi theo đạo mà không hành đạo. Có những người tưởng rằng mình theo đạo đó, nhưng mà chẳng có thể hiện được cái đạo như thế nào. Có nhiều người thật sự họ không biết họ đạo nào, nhưng mà nhiều khi họ cuộc sống họ rất là đạo, rất là đạo hạnh. Tôi nói đấy không phải là chỉ trích ai, không có. Cái này nói chung để góp ý với em mình thôi. Thôi bây giờ như thế này, hãy hỏi thật trong lòng mình, có yêu người đó không? Nếu yêu thì chấp nhận theo. Rồi, khi đã yêu rồi thì cái gì cũng phải theo thôi. Còn bây giờ đối với đạo, nếu có một người mà không được vào đạo Công giáo hay một người mà không vào theo đạo Phật giáo, cái đạo cũng không có chết đâu, không có sao, đạo vẫn tồn tại mãi thôi. Giải quyết chuyện tình cảm riêng tư mình trước đi, giải quyết làm sao mà trong lòng mình cảm thấy thoải mái, gia đình yên vui, chứ làm sao bây giờ. Nhưng mà có sẵn đây tôi cũng nói một điều, tôi cũng không hiểu tại sao. Thôi không nói nữa, cái này không nói được, không nói. Cái này nói ra mít lòng nó không được, thôi xin can. Đó, nhiều người cứ nói hoài cái gì Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi nói thiệt, tôi là bên Mỹ nè, bây giờ cũng không có tự do tôn giáo, nói không được. Tại vì đạo nào cũng vậy, ai cũng, người nào theo đạo nào cứ khư binh đạo của mình. Người khác mà nói một cái không đúng ý mình là không được, nó khổ như vậy đó. Không có tự do, chịu thua. Contact lens điều chỉnh cả bác hai. Ok, đây là câu hỏi chào chú Việt Thảo. Con coi chuyện bên lề của chú Việt Thảo hai hôm trước, và trong đó chú có nhắc đến contact lens mà sử dụng khi sleep và wake rồi thì lấy ra. Loại contact lens đó tên gì vậy chú? Con ở Na Uy nên con không biết loại contact lens đó có ở đây hay không. Thì theo trả lời của bên phía làm kiến đó, Việt Thảo có liên lạc thì người ta trả lời như thế này. Hai thu, loại contact lens tên là Octokeratology hay là Octo-K. Xin anh Việt Thảo vui lòng email dùm email của Thu không xem được. Cảm ơn anh. Cho Octo, đánh dần là O-R-T-H-O nha.
Orthokeratology. Việt Thảo thực sự cũng chưa biết cái chữ này, lần đầu tiên mới thấy. Đọc có thể không đúng, xin đánh dặn lại. Orthokeratology. Việt Thảo đọc là Orthokeratology hay là Orthoke nha. Đó là câu trả lời. Mình vào mình search đi. Rồi hello anh Việt Thảo. Hai chú Việt Thảo, con ở Việt Nam có muốn hỏi về con gái chú mà cặn đeo kính sát trồng mà giảm độ, vậy ở Việt Nam có công nghệ đó chưa? Con cảm ơn chú và chúc chú vô sầu và sức khỏe. Câu trả lời ở phía bên kính. Hai em chỉ không biết Việt Nam có hay không. Em có thể dò xét tên của loại contact lens này là Orthokeratology hay là Orthoke. Đó, câu trả lời cũng giống tương tự như vậy nha. Thử tìm hiểu xem. Hello anh Việt Thảo, I really enjoy watching anh and Vân Sơn. You truly a down to earth individual. Just wanted to send anh a short joke. Hope anh em có gửi cho tôi một cái chuyện ngắn vui. Không biết cô nên kể hay không. Tại cái này nó cũng liên quan tới đạo nữa. Để tôi nghiên cứu kỹ nha. Nói về hai vợ chồng của người đó đi du lịch. Hai vợ chồng người Mỹ đi du lịch ở bên Do Thái. Rồi, thì chỉ có mấy ngày sau cái gặp tình cờ chuyện đó, người vợ bị chết đi. Thì ông chồng mới đem bà vợ đến cái chỗ mà chôn cất. Mới hỏi anh ta, ta cho biết bây giờ nếu mà đem về Mỹ chôn tốn tới 7.000 đô. Còn chôn cất ở tại Do Thái chỉ tốn có 100 đô. Và người chồng đã quyết định đem người vợ về bên Mỹ chôn mặc dù tốn 7.000 đô. Người ta mới ngạc nhiên hỏi tại sao ông không chôn lại ở Do Thái. Tốn có 100 đô, đem về Mỹ chỉ tốn tiền nhiều. Thì ông ta mới nói ra rằng, theo ông ta biết được, trong lịch sử, có một người ở Do Thái khi chôn 3 ngày sau sống lại. Đó là cái câu chuyện vui. Như vậy thì coi như là ông chán bà vợ lắm rồi. Bà vợ chết đó, là ông mừng là ông muốn chôn luôn. Chứ anh rủi trùng Do Thái mà lỡ theo đúng như mà truyền thuyết hồi xưa mà bà vợ ông sống lại thì ông khổ. Cái ý là chỗ đó. Nha, thôi đã lỡ kể rồi. Có ai rầy chịu, đây là một cái câu chuyện vui thôi nhưng mà thực sự cũng không có ý gì bôi bác hết. Có lẽ là nhắc những cái chỗ chuyện mà Chúa Giê-xu sau khi chết đi 3 ngày sống lại là cái nơi Do Thái, đất Do Thái đã Chúa đã được chôn ở đó. Chú Việt Thảo ơi, con muốn hỏi chú có show ở Atlanta trong năm 2012 không vậy chú? Dạ, chú chưa biết nha. Chú chưa biết. Em xin chào anh Thảo. Nói chung là Trần Thị Anh Tuyết Phan, chắc Phan Thị Anh Tuyết. Phan Thị Anh Tuyết. Em tên là Tuyết, đúng rồi, xin chào anh Thảo. Em là người thần tượng của anh, là người thần tượng của em khi em đang sống ở Đức. Giờ em đang sống ở tại Dutch, nước Đức. Em rất thích nghe anh làm MC trong chương trình Vân Sơn. Muốn hỏi nhiều thứ lắm. Em có cho biết là ở bên Đức nè, em coi những băng không phải băng gốc, tại anh không có bán đại khái vậy. À, nói chung, cái ý chỗ này là hỏi, muốn mua cái DVD của cái kịch Những Manh Tình của Quang Minh Hồng Đào đã diễn khi rồi. Thì thực sự thì DVD đó đã được trực tiếp thu hình, nhưng mà chưa có phát hành DVD. Vì vào tháng 5 tới đây, vào ngày 12 và 13 sẽ được diễn lại Những Manh Tình đó với nhóm Quang Minh và Hồng Đào ở tại Dallas và tại Houston. Cho nên cái DVD chưa phát hành nha. Rồi, bây giờ tạm thời trả lời tới đây đi, vì chương trình cũng đã dài lắm rồi. Hy vọng rằng còn nhiều thư tín lắm, còn nhiều thắc mắc lắm, còn nhiều điều tâm tình lắm. Việt Thảo chưa có dịp để mà tâm tình hết. Hy vọng rằng lần sau chúng ta sẽ tiếp tục để mà tâm tình thêm nữa. Có nhiều người nói chuyện bên lề, coi đã quá, mặc dù dài, có người nói dài quá, coi muốn chết cũng hết. Việt Thảo định làm khoảng 45 phút thôi, nhưng mà thật sự mà nói nó nhiều lắm. Nhiều đề tài, không phải nhiều đề tài đâu, mà tại vì mình vừa nhiều chuyện mà mình nói chuyện nhiều nữa, thì nó dài không có khỉ gì hết. Thôi thì, nhờ là trên hệ thống YouTube, cho nên chúng ta coi, muốn ngưng lúc nào cũng được, muốn coi lại cũng được, phải không nào? Thôi thì, bây giờ chuyện bên lề đến đây phải xin tạm chấm dứt. Bây giờ mời các bạn xem clip của Nguyễn Nghĩa Trung. Đây là cái clip đầu tay mà em đã thực hiện được ở tại Cần Thơ để gửi cho Việt Thảo trước đây. Việt Thảo xin được phép cắt ngắn lại vì thời gian không có nhiều và để cho gọn lại một chút. Mong rằng các bạn xem
như là nhìn một góc cạnh quê hương qua ống kính và qua cách diễn đạt của Trung vào năm 2011. Phần này coi như cũng là chấm dứt chuyện bên lề kỳ này. Hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. I love you. Chào mừng các bạn đến với Cần Thơ. Nói đến miền Tây thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay đến những cánh đồng lúa xanh bát ngát trải dài hàng cây số. Các bạn cũng thấy là hiện tại mình đang đứng giữa cánh đồng. Thời tiết thì không được tốt lắm nhưng mà các bạn hãy cố gắng nha. Chấm nghe không bằng mắt thấy, bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức quê hương với mình. Chợ nổi Cái Răng nằm dưới chân cầu Cái Răng, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km đường bộ, và nếu đi bằng thuyền máy từ bến Ninh Kiều chúng ta mất khoảng 30 phút. Từ xa xưa, chợ nổi hình thành khi phương tiện giao thông và đường phố chưa phát triển, và do nhu cầu buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các lái buôn. Hiện nay tuy đường phố và phương tiện giao thông đã phát triển nhưng chợ nổi vẫn hoạt động, và đó là một điều đặc biệt cho sông nước miền Tây. Chợ hoạt động khá sớm, từ 3-4 giờ sáng đã nhộn nhịp và đến khoảng 9 giờ thì chợ tan. Do đó, nếu các bạn muốn tham quan thì 7-8 giờ sáng là thời điểm thích hợp, vì khi đó chợ hoạt động sầm uất nhất. Một nét đặc biệt khác của chợ nổi đó là trên mỗi thuyền các cái buôn đều treo một cây bẹo. Cây bẹo là màng tre, trên đó treo những nông sản mà họ bán. Từ đằng xa, khi nhìn vào cây bẹo, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết là họ buôn bán những gì. Ngày nay, do nhu cầu tham quan du lịch, chợ bờ sông luôn có những chuyến đò đưa du khách đi tham quan. Nếu có cơ hội xuống dưới Cần Thơ, các bạn hãy thử cảm giác lênh đênh trên thuyền, hòa mình vào dòng người buôn bán tấp nập nhộn nhịp ở chợ nổi. Một khung cảnh mà không ở nơi nào có, ngoài chợ nổi Cái Răng. Có ai quay về nơi miền quê ấy, cho tôi nhắn gửi nỗi nhớ quê ta. Mai này ai có hỏi nhớ thằng sáu miền Tây, nay con xa tôi lắm, mai mốt này nó sẽ về thăm ơi miền quê yêu mến.
ngồi đây nướng bắp cùng với những đứa em, mình mới chợt nhận ra là cuộc sống ở quê tuy cực khổ, dầm mưa dãy nắng, tay lắm chân bùn, nhưng mộc mạc bình dị, chứ không hối hả, chật vật, chạy theo đồng tiền như ở thành phố. Nếu các bạn có dịp về miền Tây, các bạn sẽ cảm nhận được nó, một cảm nhận mà không ở nơi nào có. Đây là mít tú nữ. Wow, thơm quá. Hơi khó ăn nhưng mà rất ngon. Các bạn muốn ăn? Bây giờ mình đi hái cóc ha. Do không trúng mùa nên cóc còn non quá, hỡi kệ mình ăn đãi ha. Chua quá. Mình biết ăn thế nào hồi mấy bạn cũng la mình, bởi vậy mình xin để dành nguyên cây cốc này để cho mấy bạn có khi nào xuống dưới đây mình sẽ hái cho các bạn ăn. Giữa trưa nắng nóng thế này mà có một trái dừa uống thì không có gì tuyệt vời hơn. Bây giờ mình mời các bạn cùng đi hái dừa với mình. Chắc hẳn trong tất cả các bạn ai cũng đã từng uống dừa, nhưng thưởng thức một trái dừa do mình tự hái có lẽ sẽ thú vị hơn. Không nói nhiều nữa, bây giờ thưởng thức thành quả thôi. Wow, mát quá. Khi xuống dưới miền Tây, các bạn nên tự hái cho mình một trái dừa. Wow, một con dắt. Đây là con dắt, nó cũng giống như con đĩa, nó hút máu nhưng mà đĩa thì sống dưới nước, còn dắt thì sống trên bờ. Bởi vậy khi xuống dưới miền Tây, các bạn ra giường nên nhớ cẩn thận. Giỡn thôi, mình không phải ăn đâu. Các bạn biết chèo xuồng không? Mình cũng mới biết chèo đây thôi. Nếu như mà các bạn chưa biết chèo thì mai mốt xuống đây mình hứa là sẽ dạy cho các bạn. Nghe nói miền Tây con gái thật dễ thương, chẳng công nhận để dựng xây tấm làng. Gặp người thương dân nữ đang nặng nơ, thương tôi đứng ruột sao giá đỏ ngô lơ. Lúc trước thì mình đi hái dừa trong vườn, rồi bây giờ mình đi hái dừa quang ha. Biển tinh thành ngọt trái thơ riêng, biển
thăm lại Trà Vinh, ao bà ôm sứ tích tương tư. Đó, còn nữa ta. Nhắm tóc theo mò, tuôn cập tuôn trấn. Uống dừa không cần dao. Mưa nắng luôn hai mùa, cho lúa xanh từ màu thắng xanh cổ vầy. Nếu các bạn biết thì hiện tại mình đang ở đâu? Mình đang trên một cái cây chăm giữa cánh đồng. Không suy nghĩ gì hết, ngồi tận hưởng quê hương thôi. Tại mấy ngày nữa thôi thì mình sẽ không còn ở đây nữa. Có lẽ đây là những giây phút cuối cùng mình còn ở đây. Mình thích ngồi như thế này, nhìn những ngọn lúa, gió thổi rì rào. Hít một hơi cảm nhận hương vị trong lành. Có một cảm giác gì đó bình dị và khó tả. Niềm vui nào rồi cũng sẽ tàn. Khi các bạn xem được video này, có lẽ lúc đó mình cũng không còn ở đây nữa. Nhưng hãy xem đó là những kỷ niệm của mùa hè năm nay. Tất nhiên còn rất nhiều thứ nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn, nhưng thời gian không cho phép. Vậy xin hẹn lại các bạn vào một dịp khác. Nhưng đây, mình xin chúc cho tất cả các bạn tốt. Riêng các anh chị đang đi làm thì gặt hái nhiều thành công. Còn vài khúc cuối mình xin